Jane, bây giờ mẹ hỏi con một vấn đề quan trọng về qua hai cái đùi gà. Thế bây giờ con phân như thế nào? À, hồi hồi ăn một cái, thế còn cái này? À, để cho mẹ con ăn. Ê, thế con không ăn đúng không? Hả? À, đúng rồi, con không ăn. hơi giỏi, con trai hiểu chuyện quá. Thôi, chứ vào ăn đi. À, hồi hồi, cầm đi. Jane, con hiểu chuyện không? Hả? Ê, hiểu. Ê, cảm ơn mẹ. Rồi, mẹ đùa đấy, mẹ vẫn để dành cho con ha. Ừ, rồi giờ mẹ bóc cho con ăn nha. Ừ, ngồi gặm đi ha.